Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc thả virus lập huyện quản lý Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc đang có nhiều toan tính quyết đoán trên Biển Đông và các nước trong khu vực quốc tế, trong đó có Việt Nam, ASEAN và Hoa Kỳ cần phải có phản ứng cứng rắn và mạnh mẽ hơn, theo một số ý kiến quan sát chính trị an ninh ở Biển Đông từ Việt Nam. Từ khoa luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Hoàng Việt cập nhật với đài phát thanh BBC ở London tiếng Việt hôm 17 tháng 4 năm 2020 về động thái của Trung Quốc ở vùng biển khu vực như sau. Theo thông tin cập nhật, cho đến nay, nhóm tàu của Trung Quốc vẫn đang ở khu vực giữa Indonesia, Malaysia và Brunei. Đây là hình ảnh Nhật báo Malaysia Mặt Trời hôm 18 tháng 4 năm 2020 đã đăng bài với tựa đề tàu khảo sát của Trung Quốc đang ở trên vùng biển của chúng ta và cảnh báo mạnh mẽ về sự hiện diện của tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc di chuyển ngay sát vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, đồng thời vẽ ra hành trình của tàu này trên Biển Đông. Từ lúc đầu, Việt Nam vẫn có lo ngại là Trung Quốc sẽ xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng cho đến nay, Trung Quốc vẫn thể hiện điều đó mà tàu vẫn đang đi vào khu vực của Malaysia, Indonesia và Brunei. Chúng ta vẫn chưa biết được là Trung Quốc sẽ có ý đồ gì. Nhưng cá nhân tôi cũng như một số người vẫn cho rằng Trung Quốc có rất nhiều cách tính toán mà đa phần các quốc gia khác không thể biết chính xác được là Trung Quốc sẽ làm gì. Và cho nên chúng ta phải theo dõi tiếp bởi vì Trung Quốc sẽ sử dụng lối hoặc là dương đông, kích tây hoặc là xâm phạm vùng biển của bất cứ một quốc gia nào trong khu vực này. Bốn quốc gia vừa nói tới, trong đó có Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Brunei. Từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp của khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore đã bình luận tiếp như sau. Từ 4 ngày hôm nay, tàu Hải Dương địa chất số 8 chạy từ Trung Quốc chạy vào vùng biển của Việt Nam, sau đó chạy tuốt xuống phía dưới và bây giờ nó đang ở vùng biển giáp danh giữa Malaysia và Indonesia. Và tàu này là tàu vào năm 2019 đã dành tới 70 ngày để quấy đảo ở vùng thềm lục địa của Việt Nam. Lần này chúng ta chưa biết được mục tiêu cụ thể của nó là gì. Nhưng nhìn như thế này, cũng thấy rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục khẳng định chủ quyền hoặc quyền tài phán của họ trên Biển Đông dựa trên nền tảng họ công bố về đường lưỡi bò, tức là đường chín đoạn, chiếm gần như toàn bộ Biển Đông. Đây là hình ảnh chiếc tàu Hải Dương địa chất 8 hoạt động suốt 4 tháng vào năm ngoái ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trả lời câu hỏi của khán giả gửi đến đài BBC đặt vấn đề rằng trong khi Mỹ và thế giới đang bận xoay sở trước dịch cúm Vũ Hán, thì Việt Nam cần phải làm gì? Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói tiếp như sau. Bây giờ, chờ xem họ làm gì thôi, bởi vì họ chưa có động tĩnh gì lắm, nhưng tất cả các nước trong khu vực này, từ Malaysia, từ Indonesia, từ Việt Nam, đều có những chuẩn bị rất là kỹ để mà ứng phó với cách hành xử và các kế hoạch từ phía Trung Quốc họ xây dựng nên và họ thực hiện. Và chúng ta hiểu rằng Việt Nam đang chuẩn bị kỹ để không để xảy ra một điều gì bất ngờ cả. Và từ phía Việt Nam, chúng tôi tin rằng họ luôn luôn chủ động. Nếu các thông tin về di chuyển và động thái của nhóm tàu Trung Quốc xuất hiện ở Biển Đông là có căn cứ để sự hiện việc liên quan tới nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN trong cùng một lúc như thế là quá tham vọng. Không, ông Hoàng Việt tiếp tục bình luận tiếp như sau. Trung Quốc đã làm rồi, chúng ta đã thấy vào năm 2019, khi đoàn tàu của Trung Quốc đang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì ngay trong đoàn tàu của Trung Quốc cũng có những chiếc tàu xâm phạm tới Malaysia và tới Philippines. Và vào cuối năm 2019, đầu năm 2020, đoàn tàu của Trung Quốc lại vào tiếp Indonesia và gây một sự căng thẳng cho khu vực. Về vấn đề ASEAN, trong khu vực Việt Nam đang làm chủ tịch luân phiên, có thể làm gì? Nhà nghiên cứu Hoàng Việt nói tiếp như sau. Thực ra thì Việt Nam cũng có nhiều tham vọng trong nhiệm kỳ làm chủ tịch luân phiên của ASEAN. Trong đó Việt Nam cũng muốn đẩy mạnh vai trò, bản lĩnh của mình, cũng như đang đẩy mạnh trong quá trình tìm kiếm bản COC hai bộ tư cách ứng xử trên Biển Đông. Tuy nhiên, cái khó là ngay trong dịch cúm Vũ Hán này, việc hạn chế gặp gỡ của các bên cũng làm giảm đi rất nhiều vai trò của Việt Nam trong việc làm chủ tịch. Và liệu có sự đồng ý của các quốc gia khác trong khối này hay không? Và đây là hình ảnh lãnh đạo các nước thành viên ASEAN vào tháng 3, ngày 3 tháng 11 năm 2019 tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 ở Bangkok. Và chính vì vậy, Việt Nam phải thể hiện được bản lĩnh và vai trò của mình trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Thế nhưng một vấn đề
Thứ hai là thách thức đoàn kết trong khối rất lớn, nên vấn đề vẫn còn đang rất khó khăn. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đã nhận xét như vậy. Và Trung Quốc được cho là đồng thời có hàng loạt các hành động khác ở khu vực, trong đó có tiến hành tập trận trên Biển Đông, tăng cường hiện diện ở biển Hoa Đông gần Nhật Bản hay ở khu vực eo biển Đài Loan. Trước câu hỏi liệu đây có phải là một phép thử phản ứng của Trung Quốc hay không, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đã nói tiếp như sau. Cái đó chắc chắn là có, bởi vì họ tập trận ở Biển Đông và họ đưa ra thông điệp mạnh về mặt năng lực quân sự, về mặt quốc phòng đối với các nước có tranh chấp ở Biển Đông này. Nhưng đồng thời họ cũng có cảnh báo lớn và trực tiếp với Đài Loan và cả với Nhật Bản ở biển Hoa Đông nữa. Cái này thì ai cũng thấy. Trước câu hỏi quốc tế và khu vực có thể cần có ứng phó ra sao trước thực tế và các động thái như trên có liên quan đến các bước đi và hoạt động cũng như quyết tâm của Trung Quốc ở trên khu vực, ông Hoàng Việt nói tiếp như sau. Và trước mắt với việc đoàn tàu của Trung Quốc thực sự là không chỉ có Việt Nam theo dõi hành trình này, mà kể cả các tàu của Malaysia, những tàu của Hải quân và Cảnh sát biển Malaysia cũng đã đi giám sát ngay hành trình, và tôi nghĩ Indonesia cũng tương tự như vậy. Nếu Trung Quốc có các hành động xâm phạm an ninh, chủ quyền của các quốc gia này ở trong khu vực, thì các quốc gia này cần trước hết phải có sự mạnh mẽ và đoàn kết trước các quốc gia ở ASEAN. Vậy các quốc gia có thể có những động thái cụ thể nào? Ông Hoàng Việt nói tiếp, ASEAN cần phải có những phản ứng cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Hoa Kỳ, ngoài những tuyên bố mạnh mẽ, cũng cần phải có những hành động cứng rắn hơn. Đây là hình ảnh ngày 4 tháng 11 năm 2019, Thủ tướng của Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã nhận búa Chủ tịch ASEAN từ Thủ tướng Thái Lan, Pachona, chuẩn bị cho năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Và thông tin được biết tiếp theo, cụ thể chẳng hạn như thứ nhất đối với các quốc gia ASEAN, trước mắt các nước ASEAN phải ngăn chặn bằng được, không để cho các đoàn tàu xâm phạm vùng biển của mỗi nước mình. Nếu Trung Quốc đạt được những giàn khoan hay đạt được một thăm dò gì đó trong khu vực thềm lục địa hoặc vùng đặc quyền kinh tế của bất cứ quốc gia Đông Nam Á nào, thì đều nguy hiểm cho tất cả các quốc gia Đông Nam Á đó. Nhưng mà không mắc vào cái bẫy mà Trung Quốc đang giăng ra, tức là để dẫn đến xung đột bằng quân sự. Và thứ hai, từ phía Hoa Kỳ, ngoài những tuyên bố mạnh mẽ ra, Hoa Kỳ cũng phải gửi những thông điệp mạnh mẽ hơn, trong đó việc tăng cường các hoạt động tuần tra hoặc là đưa ra những động thái có tính chất thông điệp sẵn sàng có những phản ứng cứng rắn, thì lúc đó tình hình sẽ khác đi. Và Mỹ vào hôm 18 tháng 4 đã kêu gọi Trung Quốc dừng hành động bắt nạt ở Biển Đông và bày tỏ lo ngại về những động thái khiêu khích của nước này đối với các hoạt động khai thác dầu khí trên biển. Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng sau khi xuất hiện thông tin nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc bám theo tàu khai thác dầu West Capella của công ty dầu khí Petron Malaysia hoạt động ở Biển Đông. Và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho hay Mỹ lo ngại về những thông tin thấy Trung Quốc lặp lại hành động khiêu khích nhắm vào hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi của các nước khác. Trong trường hợp này, Trung Quốc nên ngừng hành vi bắt nạt và tránh thực hiện hành động khiêu khích cũng như gây bất ổn. Bao biện cho những hành động trên, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 đang tiến hành các hoạt động bình thường và cáo buộc các quan chức Mỹ bôi nhọ Bắc Kinh. Và cũng theo dữ liệu của Mariner Traffic, trang web chuyên theo dõi tàu thuyền, tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 vẫn ở trong EEZ của Malaysia vào hôm 18 tháng 4 năm 2020. Đây là hình ảnh đăng trên báo Brand News của Malaysia với ghi chú bức ảnh vệ tinh này cho thấy tàu khảo sát của Trung Quốc Hải Dương 8 ở góc phía dưới bên trái cập cảng Tam Á trên đảo Hải Nam của Trung Quốc vào ngày 3 tháng 4 năm 2020 trước khi có hành trình trên Biển Đông. Một nguồn tin an ninh Malaysia cho biết tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 có thời điểm được hơn 10 tàu của Trung Quốc hộ tống, gồm các tàu hải cảnh và tàu của lực lượng dân quân. Vào hôm 17 tháng 4 năm 2020, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, nhà nghiên cứu bang giao quốc tế từ Đại học Georgia Marshall đã bình luận về động thái mới này của Trung Quốc như sau. Theo chỗ tôi được biết thì đến chiều ngày 15 tháng 4 năm 2020, tàu thăm dò địa chất Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc còn lờn vờn gần bãi cạn Lukiona của Malaysia hơn là bãi tư chính, và vào thời điểm đó có 3 tàu của Việt Nam theo dõi. Nên nhớ gần đây Malaysia đã ủng hộ Việt Nam trong việc tàu Trung Quook đâm tàu cá Việt Nam vào ngày 3 tháng 4 bằng cách trách Trung Quook hành động nhỏ nhen để bảo vệ cá và quyền lịch sử tưởng tượng, trong khi cúm Vũ Hán mới là mối đe dọa thực sự đang đòi hỏi sự đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau để đối phó.
và chiến thuật của Trung Quốc là mềm nắn, rắn buông và lợi dụng thời cơ. Việc quốc tế và các nước lân cận đang lúng túng đối phó với dịch cúm Vũ Hán, trong khi mối đe dọa dịch cúm Vũ Hán giảm đi ở Trung Quốc, cùng với một sự kiện tàu sân bay của Mỹ bị tê liệt vì cúm Vũ Hán, và việc cách chức vội vụng về vội vã vị tư lệnh hàng không mẫu hạm tàu Theodore USS Roosevelt đã gây bất mãn trong hải quân Mỹ, đã tạo cơ hội ấy. Và gần đây, cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ nối nhau ra tuyên bố quan ngại sâu sắc hay lên án đích danh hành vi của Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở vùng biển khu vực. Và đó cũng là tín hiệu mới, phản ánh một sự đồng thuận của Mỹ về một chính sách cứng rắn hơn với Trung Quốc từ áp lực của quân đội, các chiến lược quốc gia và Quốc hội Mỹ, cũng như mâu thuẫn kinh tế thương mại giữa hai nước được đẩy mạnh lên nhân cơ hội dịch cúm Vũ Hán. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đã nhận xét như vậy. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm Việt Nam vào hôm 12 tháng 11 năm 2017 sau hội nghị cấp cao APEC. Và mục tiêu tối hậu của Trung Quốc không thay đổi, nhưng việc thực hiện mục tiêu đó tùy thuộc vào sự tính toán về thời cơ của Trung Quốc. Thời cơ này còn tùy thuộc vào những chuyển biến nhất thời như đại dịch cúm Vũ Hán và sự thay đổi trong cán cân lực lượng. Các nước nhỏ trong khu vực phải nương theo chiều gió để bảo vệ quyền lợi và chủ quyền của mình. Nếu vì những lý do này, thế của Mỹ xuống thì thế của Trung Quốc sẽ lên và áp lực của Trung Quốc đối với các nước nhỏ trong khu vực sẽ gia tăng. Đó là mối lo của các nước này. Và nói chung, trong thời dài hạn, thế giới phải tiếp tục đối phó với những thách thức Trung Quốc và sự thay đổi đang xảy ra trong trật tự thế giới. Ai lên, ai xuống bắt nguồn từ sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, đại dịch cúm cũng làm suy yếu vị thế của Mỹ, không những về kinh tế mà còn về khả năng lãnh đạo, hướng đến việc tạo ra một trật tự thế giới phản ánh giá trị nhân bản của Tây Phương. Sau thế chiến lần thứ hai, Mỹ đứng ra lãnh đạo và đoàn kết khối được gọi là thế giới tự do, xây dựng lại nền kinh tế và xã hội đổ nát ở châu Âu, chống bành trướng cộng sản. Mỹ có lợi thế nhưng cũng phải hy sinh rất nhiều. Cán cân lực lượng và trật tự thế giới đang thay đổi và đang cần sự lãnh đạo phối hợp của Mỹ để giải quyết các mối quan tâm chung như biến đổi khí hậu, phục hồi kinh tế và các thách thức của Trung Quốc. Thiếu sự lãnh đạo và phối hợp này, thế giới sẽ chia ra nhiều khối để đoàn kết, tự bảo vệ và thích ứng thách thức của Trung Quốc. Đó là mối lo của những nước không muốn sống dưới một trật tự thế giới mới do Trung Quốc lãnh đạo, mà tiếng Anh thường gọi là Chinese World Order. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đã đưa ra kết luận như vậy. Và cũng ngay trong thời điểm này, Trung Quốc đã không ngần ngại vứt bỏ thẳng tay thứ tình nghĩa hữu nghị viển vông với Việt Nam bằng hành động vào tháng 4 năm 2020 đã cho thành lập hai huyện đảo quản lý Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Vậy thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đảng và Chính phủ Hà Nội chỉ còn cách khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế và liên minh với Mỹ cùng các quốc gia dân chủ và tự do trên thế giới để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Nếu không làm được điều này thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trở thành một tội đồ của dân tộc, để lại vết nhơ đen tối nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước khi bỏ rơi lãnh thổ của cha ông để lại vào tay nhà cầm quyền bành trướng Bắc Kinh. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 20 tháng 4 năm 2020 với bản tin Trung Quốc thả virus lập huyện quản lý Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Các bạn hãy chia sẻ bản video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de